Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với A5 Auto. Có địa chỉ tại A5 Đinh Núp Yên Hòa Cầu Giấy Hà Nội. Địa chỉ chuyên mua, bán và kinh doanh, trao đổi các dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng. Và ngày hôm nay mình xin lên hình một mẫu xe trong tầm giá khoảng hơn 500 triệu. Trên đây là mẫu xe Hyundai Elantra. Xe đời cao sản xuất 2021 và đăng ký lần đầu 2022. Xe mang biển số Hà Nội, nhìn cũng rất là dễ nhìn, biển rất là dễ nhìn đấy ạ. Quý vị anh chị về định danh, sang tên định danh cũng rất là hợp lý. Đây là xe phiên bản 2.0, trang bị nội ngoại thất rất là đẹp, rất là đầy đủ các option. Đây là đèn pha trang bị full LED, 4 đèn con full LED. Đó. Nhìn thiết kế của Hyundai Elantra nhìn rất là tỉ mỉ và hầm hố thể thao. La răng phay xước đây. 4 lốp zin theo xe quý vị ạ. Đèn xi nhan tích hợp trên gương này. Đấy. Nút mở cửa một chạm. Đó. Cửa sổ trời đầy đủ. Xe này chủ cũ đã dán full phim cách nhiệt 3M rồi. Đó, 4 la răng rất là mới, 4 lốp zin theo xe. Về phần phía sau của xe thì chiếc xe này có giải định vị ban ngày, đèn sau cũng nhìn rất là đẹp. Đây, mở cốp, bấm trên logo luôn. Cốp nhìn rất là mới. Đây, lốp sơ cua còn chưa chạm đất luôn quý vị ạ. Kích lốp rất là đầy đủ. Cùng khám phá qua nội thất của chiếc xe đi. Xe này mới chỉ lăn bánh zin 2 vạn 4 km này. Đó, full lịch sử và dưỡng hãng. Anh chủ cũng rất là cẩn thận. Ghế zin theo xe, ghế da vẫn rất là căng, rất là đẹp. Đây, các phím chức năng đây. Mình cảm rất là mới. Đó, điều hòa tự động này. Màn hình zin theo xe có đầy đủ các chức năng kết nối điện thoại này, đàm thoại rảnh tay. Dẫn đường này. Đó, nút bấm tích hợp trên vô lăng luôn. Cửa sổ trời này. Đấy, nội thất nhìn rất là tươi, rất là sáng như xe mới luôn. Đó, thẻ bảo dưỡng của hãng đây. Đó. Tắp lô, tắp ly rất là đẹp. Hàng ghế sau đây. Phải nói là hàng ghế sau này anh chị chủ xe gần như là chưa ngồi luôn. Điều hòa hàng ghế phía sau này. Những chiếc xe đời 21 đăng ký 22 này thì nói về chất lượng thì gần như sử dụng còn rất là đẹp, rất là mới. Chiếc xe trên em đang hiện chào bán với mức giá là chỉ 579 triệu có thương lượng. Quý anh chị quan tâm có thể đến trực tiếp địa chỉ tại A5 Đinh Núp Yên Hòa Cầu Giấy Hà Nội. Hoặc thắc mắc về chiếc xe trên thì quý anh chị có thể gọi điện trực tiếp đến số điện thoại là 0969 122929 để em có thể giải đáp trực tiếp về chiếc xe. Em xin cảm ơn.